Xin chào mọi người, hôm nay con sẽ đọc quyển truyện Bầu Trời Xanh cho em. Em đã lớn lên như thế, quà tặng cho em tôi. Em có một vết sẹo nhỏ ở khóe môi, vết tích của những lần tôi và chị mãi chơi và để em ngã từ bậc thềm của một lớp học xuống phải sân trường đầy những viên sỏi nhọn. Máu đã chảy nhiều làm chị và tôi cứ quýnh lên, còn em thì cứ ngước mặt lên trời mà khóc. Khóc đến độ dù mẹ đã đánh chị em tôi mấy roi bầm tím vẫn chưa nguôi giận. Những lúc gánh hàng rong đi bán, mẹ để em cho chị và tôi trông. Đó là điều làm cả hai chị em tôi khốn khổ nhất. Chị thì mê đọc sách, còn tôi thì lại ưa chạy nhảy. Là lắm lần chị kế em cùng chui vào gầm bàn thư viện đọc sách để trốn những người quen có thể mách mẹ rằng chị đã không trông chừng em chu đáo. Còn tôi không ít lần đem luôn em vào cả mấy trò chơi rượt bắt, trèo cây trong vườn cùng lũ bạn nghịch ngợm, để sau đó bế em về nhà với một vài vết thương tích trên người và lạnh mấy cái lằn đỏ ở mông, đau đến điếng người. Nhưng ở tuổi ấy với bao trò vui trẻ thơ, những điều đáng để hờn dỗi ấy sẽ dễ bị bỏ quên ngay khi ngày đó đã đi qua và một ngày mới bắt đầu hứa hẹn bao trò chơi thú vị khác. Em không đi nhà trẻ bởi chẳng nhà trẻ nào dám nhận em. Em mắc tật chết giả, có nghĩa là hễ có ai chạm vào thì em không hài lòng bất cứ chuyện gì thì em lại gắng cổ lên khóc, khóc trống đến rồi hạ hốc mồm, mắt trơn trợn và lăn đùng ra ngất xỉu. Chỉ khi nào có hơi ấm của người thân em mới dần tỉnh lại. Bởi thế mà mẹ chẳng thể giao em cho người nào khác ngoài chị và tôi. Đối với khoảng thời gian thơ ấu ấy của chúng tôi, em thật sự là một món nợ. Nhà tôi chuyển từ khu tập thể trường đến một nơi khác năm em 4 tuổi. Với ba mẹ và em thì điều ấy thật quá đổi bình thường. Bởi lẽ có hai người đã quá rành rẽ với việc đời, không quá chà lì với những đổi hay và khốn khổ của cuộc sống. Người còn lại là em thì còn quá bé bỏng để nhận ra được những gì đang xảy ra. Chỉ có chị và tôi là cảm thấy hụt hẳn khủng khiếp. Nơi tôi đến hiểu lắm, buồn tẻ khác hẳn với một nơi phố xá nhộn nhịp mà chúng tôi đã từng sống. Không có hàng xóm, bạn bè, trường học, đường phố, chỉ có những con thú hoang bé nhỏ vẫn thường kéo nhau chạy ngang qua những khu vườn ngập cỏ tranh, cỏ gấu, những bụi cỏ hôi cao hơn đầu người và từng bụi lớn những cây hoa cứt lợn. Chị bỏ bớt thói quen ngấu nghiến từng dòng sách, truyện dày cộp, giấy đen như bánh ít và chữ viết nhỏ li ti như những hạt mè. Tôi hôi thối la cà chạy nhảy như mọi khi, khi ba làm những công việc hoàn toàn lạ lẫm để bắt đầu một cuộc sống mưu sinh, tạo lập một cuộc sống mới. Những lần lăn lộn ngoài cái nắng cao nguyên gắt gỏng, bức bối hệt như một người già khó tính, tôi vẫn thường bỏ em vào cái thúng, cột sợi dây dừa đeo ngang bụng rồi kéo đi. Thỉnh thoảng ngang qua những ruộng đất gập ghềnh, cái thúng mất thăng bằng, thế là em ngã chuối ra ngoài, lăn thêm một vài cục u trên trán. Lúc đầu em còn khóc, nhưng sau thì lại thấy điều ấy làm thích thú. Tôi hương tiếng cười em ngây ngô và giòn tan. Giữa những ngày tháng gian lao ấy, tôi hay đặt em dưới bóng cây mít rất lớn nội trồng ngày người còn sống. Em ở đấy hiền lành chơi với mấy chiếc lá tôi cắt đầu cột chỉ, kéo gọt gọt còn gọi là con trâu, những trái mít rụng nhỏ tí xíu và đen đuổi. Cả đàn kiến vàng đi qua em cũng vơ vào. Tối đến mẹ xúc dầu cho em, vỗ về mấy câu rồi thôi. Mẹ cũng chẳng la mắng chị em tôi về điều ấy nữa. Mọi người đều bị cuốn vào vòng quay của một cuộc sống mới, một môi trường mới mà ở đó người ta không có nhiều thời gian để âu yếm, như hương trừng phạt khi mà sự thiếu thốn còn bùa vẫy. Gió và mưa cứ theo mùa quét qua mảnh đất nhỏ nơi có gia đình tôi đang sống, mỗi lúc một màu xanh cây trái. Em thôi không còn ngồi trong cái thúng cũ mà lần lùi đi theo sau lưng tôi vào những mùa tra hạt. Đôi bàn chân em bé nhỏ trắng ngần giẫm sâu vào lớp đất mềm nồng nồng hơi ấm lắm lúc đầy những đám kiến đen lì lợm hất chúng đầy rắp những chỗ trống đã đặt hạt giống một cách chậm chạp và cẩn thận. Chốc chốc tôi quay lại xòe tay
chậm xòe tay áo lau những giọt mồ hôi trong veo chỉ dài trên khuôn mặt em đỏ hồng như lòng trứng gà. Tôi bắt đầu nhận thấy em lớn lên từ dạo ấy. Em đã dần ý thức được rằng mỗi ngày của mỗi thành viên trong gia đình thật quá nhọc nhằn. Và em muốn tự mình bỏ thêm một chút sức lực của bé. Tôi rất ít khi thấy em cười từ khi em không cần tôi đặt vào thúng và kéo đi nữa. Những lúc tôi nhìn em bao giờ cũng bắt gặp em lặng lẽ làm những công việc của mình, đơn độc đến tội nghiệp. Thời thơ ấu của em không có một người bạn nào khác ngoài chị và tôi. Những người đã đi qua cái thời bé bỏng ấy từ lâu lắm rồi. Tôi không thấy em buồn vì điều đó. Có lẽ em rời xa thành thị từ khi còn quá nhỏ. Em không hề biết được rằng bạn bè sẽ mang đến cho ta những điều tuyệt diệu và thú vị đến mức nào. Nhà tôi không có tivi. Vì thế niềm vui lớn lao nhất của em có lẽ là những lúc được mẹ ôm vào lòng và ru cho em ngủ. Để có được những giây phút thần tiên mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mơ ước ấy, mỗi tối em vẫn thường ngồi dựa đầu nơi bậu cửa nhìn xuống bếp. Nơi đó có mẹ đang lúi húi bên lò lửa cháy rực với nồi nước đường sôi ùn ụt và những mẹt đậu luộc đầy ứ chuẩn bị cho gánh xôi chè ngày mai. Em cứ chờ đợi như thế một cách bền bỉ cho đến khi mẹ hoàn thành mọi việc, thêm một bộ đồ mới và vặn nhỏ cây đèn đặt trên bàn thờ ông Táo. Ngang qua chỗ em ngồi, mẹ xòe tay ra bế thóc em lên. Em vùi đầu vào ngực mẹ, thì thầm những điều em ấp ủ. Một lúc sau em đã ngủ say trong hơi ấm thân thương ấy. Cứ thế cho đến một buổi chiều, ba dắt dì em tôi đến chùa xin y. Đó là một hình thức lễ nghi tôn giáo mà ở tuổi đó chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của nó. Chỉ biết được nôm na rằng sau đó thì chúng tôi sẽ rời xa cái xấu và chỉ làm toàn việc tốt. Nhưng hình như điều ấy cũng làm nên một vài xáo động trong tâm hồn chúng tôi. Mọi thứ biến chuyển không được gọi tên. Hình như có một niềm tin đã tồn tại ở đấy. Buổi tối, em vẫn gà gật chờ mẹ nơi gạch cửa. Ba đùa, đã là Phật tử thì không còn đợi mẹ đi ngủ nữa. Cả nhà xúm xích hùa theo. Em ngước đôi mắt to tròn và nhìn khắp lượt ba, chị, tôi dừng lâu hơn một chút ở mẹ, rồi đứng dậy leo lên giường ôm chặt cái gối dài và quay mặt vào tường. Lát sau đã nghe tiếng thở của em nhẹ nhẹ, đều đều. Từ dạo ấy, em chẳng bao giờ đòi mẹ và tôi cũng chẳng thể biết được niềm vui lớn nhất trong ngày của em là gì nữa. Em vào tiểu học, vẫn hiền lành như cây cỏ quanh em, bạn bè giấu cặp, bé gãy bút chì, thậm chí có đứa còn vô tâm, kể cả những hàng dài mực tím và cái áo trắng duy nhất mà em có để mặc đến trường, em cũng chẳng dám mách cô. Em nếm chặt môi ngồi yên ở chỗ của mình, về nhà có ai hỏi đến thì em oa khóc. Em quá yếu ớt so với những đứa bạn cùng tuổi mập mạp, khỏe khoắn, giàu có và kiêu ngạo. Giờ chơi, em đứng áp mặt vào song sắt của cánh cửa trường, tấm kiếm nhìn sang ngôi trường cách hai đối diện, nơi có ba dạy học và mẹ đang bận rộn với gánh hàng rong như những đám học trò ồn ả. Cuộc sống vất vả đã tạo dựng cho em một sức chịu đựng đáng khâm phục. Em sớm biết tự làm những việc mà bạn bè của em chưa bao giờ chạm đến. Lớn hơn một chút, em chuyển sang học buổi chiều. Đó là lý do biến em trở thành một đầu bếp thực sự của gia đình vào những buổi cơm trưa. Và tôi lười biếng thường viện vào cái lý do ấy để phục vụ cho những sở thích riêng tư của mình. Tôi dối trá việc viện đủ công việc để ở lại chơi sau giờ học sáng ở trường. La cà ở nhà bạn bè mặc em tự nấu cơm canh trên cái bàn bếp cao hơn tầm mắt em nhìn. Mà mỗi lần nấu nướng em phải bắt ghế leo lên ăn vội một mình để kịp giờ đến học. Chị học nhiều tiết còn tôi không bao giờ chịu về sớm. Nếu đợi thì em sẽ muộn mất mà nhà tôi đâu có gần trường. Tôi cứ vô tình, vô tâm như thế cho đến một buổi trưa. Ban mê nóng như đổ lửa, bụi hóc mù trời và heo lệ tôi về muộn. Tôi gặp em ở đầu con dốc. Một ngón tay em bằng băng kín miệng bằng vải bông màu xanh hoặc in đậm một vệt máu đỏ sậm. Tôi không kịp hỏi, nó phấn màu qua. Em muộn rồi, chị về ăn cơm đi, em nhận sẵn rồi đó. Rồi chiếc xe mini nhỏ xíu màu đỏ chở em lao xuống con dốc lận đứng. Chẳng cần em phải trả lời, tôi cũng biết chắc chắn là em bị dao khứa phải khi chuẩn bị bữa cơm trưa. Đứng trân trân giữa nắng, giữa gió, giữa lòng hối hận và tình thương em vô hạn đang trào lên làm sống mũi tôi cay nồng. Bóng em bé nhỏ đang rảnh đất sâu hắm bị mưa xói mòn phía bên kia cứ nhòa đi.
Tôi khóc. Em vào cấp 2 đã khá lâu, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nghe em kể về một đứa bạn nào cùng lớp. Ngoài giờ học, giờ làm việc ở nhà, em mua đủ loại chuyện từ số tiền gõn con thỉnh thoảng mẹ cho em ăn quà dành dụm lại, chui vào góc giường mà đọc. Đến đoạn nào vui em lại khinh khích cười, cái tiếng cười của em cô độc đến tội nghiệp. Em không bao giờ mặc quần cọc, trung thành tuyệt đối với mấy bộ đồ cũ chị tôi để lại. Nhiều năm qua đi, em cũng chẳng cao lên là bao, vẫn là cậu bé gầy guộc như cọng cỏ dại trong vườn. Em không kết bạn với những đứa trẻ hàng xóm đen đủi và ít học. Không phải vì em kiêu ngạo mà vì em sợ những trận ẩu đả như cơm bữa và những lời lẽ hô tục bọn chúng nhả vào mặt nhau những lúc không hận giận. Vì thế tôi nghiễm nhiên vẫn là người bạn thân duy nhất của em. Hồi con nhỏ, tôi vẫn thích đeo vào người em đủ thứ hoa lá và mảnh vải treo lèo lẹt, bắt em làm giả em bé cho tôi ru. Cô làm bác sĩ, tôi bắt em làm người đi chợ cho tôi bán hàng. Giữa đây tôi cho tập nhảy. Bây giờ tôi và em đã lớn, những trò chơi ấy tôi không còn thích nữa. Biết tính tôi nghịch ngợm, em thường rủ tôi bắn bi, thả diều trên con đường đất bụi mù vào những ngày nắng. Cả những ngày bình thường, tất cả đều là những trò chơi con trai và tôi lúc nào cũng thua em. Đó là những ngày tháng đẹp nhẹ nhất mà tiếng cười và niềm vui của em và tôi lúc nào cũng trộn lẫn vào nhau. Có lần bo cho em một trái táo Mỹ to, tròn, đỏ mọng. Chỉ cần mùi thơm của nó thôi cũng đủ cho người ta nuốt nước miếng đánh ực. Thế mà em cứ cầm mãi không ăn. Hết mẩn mê ngắm ngứa, em lại đưa lên mũi ngửi, trong khi bo vô tư hồn nhiên ngấu hiến hết phần táo của mình. Ở hôm ấy, em đem theo cả trái táo vào giường. Tôi biết không phải em không muốn ăn, mà là vì em tiếc. Đó là trái táo đầu tiên trong đời em được cầm. Cái thứ trái cây mà giá của một quả đã ngốn mất nửa phần tiền đi chợ của cả gia đình tôi. Nếu ăn trái táo ấy thì ngay lập tức nó sẽ biến mất. Mà tôi thì biết rất rõ rằng em chẳng bao giờ tin vào câu chuyện cổ tích. Chỉ cần đặt hạt ở đầu giường, sáng mai thức dậy sẽ có một cây táo sai quả mà tôi vẫn thường kể cho em nghe. Em có một bộ truyện tranh dũng sĩ Hackman cất trong tủ quần áo. Giờ nào rỗi, em cũng lôi ra đọc thuộc cả từng trang. Remy hụt cất những hộp thuốc rỗng, làm thành một con robot chẳng bao giờ đứng được khi trời có gió. Sinh nhật em, bà dành dụm mua tặng cho em hình một dũng sĩ Hackman bằng nhựa, cao bằng quyển vở, bề ngang lớn hơn bàn tay và luôn luôn ở tư thế bất động. Đối với tôi, đó chỉ là một khối nhựa vô tri và xấu xí. Nhưng đối với cậu bé trong em thì ngược lại, em chăm sóc nó một cách kỹ lưỡng, buổi tối cũng ngủ cùng. Đôi ba lần tôi còn bắt gặp em lén lút trùm mền trò chuyện với nó. Đó là niềm tự hào của em với mấy đứa trẻ cùng xóm. Dạo này đã nhiều đứa đi học mà hỉnh hạng em đến nhập chung. Rồi một vài lần khác tôi bắt gặp Bo ngồi chầm hở trước tủ quần áo của em, ngó nghiến gặp mấy quyển truyện tranh có hình vẽ như ma trận ấy. Đọc xong Bo bảo em, Bo ước có một con Hitman có thể tháo thành 5 con mãnh sư, khi cần thì ráp lại hết như trong truyện kìa. Con robot của anh trông chán chết đi được. Ước xong, Bo chẳng cần phải cầu nguyện các bà tiên biến điều ấy thành hiện thực mà thì thầm vào tai bố nó. Hôm sau, cậu tôi khệ nệ chở vào một thùng cát tông lớn. Thằng Bo hối hả bóc lớp giấy ngoài, lôi ra một con robot cũng mang tên Hitman, nhưng tôi gấp 5 lần con robot của em tôi, có thể tháo ra rắp lời thành 5 con mãnh sư, rồi lắp lại, nó được làm bằng kim loại sáng loáng. Bo nhảy cẳng lên, hôn đánh chụp vào má bố nó. Nhìn về phía em, tôi thấy em lặng lẽ ôm chặt con robot xấu xí của mình vào lòng và mắt em hoe hoe đỏ. Trong cảm nhận của tôi, sự xuất hiện của Bo đã làm cho tâm hồn em có sự biến chuyển. Em đã biết nghĩ suy, biết so sánh giữa cái hư và cái thực, giữa cái mà người giàu thì có, còn kẻ nghèo thì chỉ dám ước mơ. Điều ấy không làm em vui, nhưng là giúp em trân trọng những gì em có. Tôi vào trung học, lần đầu tiên lãnh nhận bút cho bài viết trên một tờ báo học trò. Tôi dành tất cả để mua cho em một túi táo đỏ mang về nhà và báo với em giá tiền chỉ bằng một nửa. Điều dối trá của tôi đã giúp em không tính toán, không băn khoăn vì cái cách xài tiền phung phí ấy. Tôi nhìn em cười và cắn miếng táo đòn tan trong miệng mà nghe niềm hạnh phúc vỡ à nơi nồng lực. Rồi từ đó chạy lan lên từng hớ thịt nhỏ bé nhất. Nhiều lần sau đó, mỗi khi nhận được sự may mắn bằng chính sức lao động của mình, tôi đều hối hả đạp xe đến trường, đợi tan học rồi đón em đi ăn bất cứ thứ gì em thích.
Sau này, khi tôi đi học xa nhà, mỗi lần ngồi quán cốc lề đường, ăn mọi thứ gì tương tự như thế, tôi lại nhớ em da diết. Thời tiết ban mê lúc ấy chắc là đang lạnh cống. Và nếu đi ăn một mình không có tôi, ai sẽ là người bắt chanh vào tô cho em? Như tôi vẫn thường giúp em như thế vào những ngày trời lạnh, khi hai bàn tay em nứt nẻ, thiếu máu vì căn bệnh trầm quái ác. Nhớ đến đau lòng thâu nước mũi, bốc khói, mẹ pha cho em ngâm đôi chân cũng không lạnh lặn mỗi tối trời đất chuyển mùa. Có chuyện xảy ra vào một buổi chiều khi em xách nước tưới hoa và đụng phải tôi trong vườn. Nước sánh ra ướt cả người tôi, lúc ấy như dầu đổ thêm vào ngọn lửa bực bội đang cháy trong tôi. Tôi nói như hét vào mặt em một câu cửa miệng tầm thường mà trần trụi. Mày đuôi à? Em đứng lặng người đi, ngước đôi mắt nhìn tôi. Một con tôi lúc ấy đang đứng như trời trồng, đưa cả hai tay lên cũng không kịp che những gì vừa nói. Nơi cái mồm đang há hốc, ánh mắt em như chia làm ba phần, đau đớn, khinh bỉ và căm giận. Em gật đầu rồi quay người chị về nhà. Cái gật đầu của em như ngàn cây búa tạ đập bẹp tim tôi, làm nổ tung từ đó một nỗi đau không gọi được tên. Nhưng chính từ nỗi đau khủng khiếp mà tôi cảm nhận được không bao giờ để tôi lặp lại sai lầm như thế. Tôi trở về thành phố sau kỳ nghỉ xuân. Việc đầu tiên là tôi đón lên tường ngôi nhà trọ một cái đinh dài và treo vào đấy một khung ảnh mới chụp cả gia đình bên cạnh những bức ảnh của nhiều năm cũ. Em tôi bây giờ đã lớn, đã trở thành một chàng trai thanh niên thực thụ với cái hàng lông tơ lún lún phía trên môi. Cái giọng thanh thanh ngày xưa đã đến lúc vỡ thành những âm trầm, ô ê ngộ ngộ mỗi lần em đàn và hát cho tôi nghe. Cái thời của tôi đã đi qua khá xa, em bây giờ đang đứng trong những khoảnh khắc thời gian đẹp đẽ ấy. Em có cơ hội và thực hiện được tất cả những gì mà em chỉ dám mong ước. Em cũng đã tìm được một người bạn thân và biết bao người bạn bè đồng trang lứa. Một lần đón em về, tôi hỏi, em không sợ chúng nữa sao? Em cười, bọn chúng dễ thương lắm chị ạ. Phải chơi mới biết có nhiều đứa không được đến lớp nhưng dễ mến vô cùng. Chào ơi em của tôi đấy. Thời gian đi qua, em đã không còn là một cậu bé nhút nhát và thụ động như trước. Em đã biết tự mình phân biệt cả những con người tốt xấu bằng trái tim em. Chính trái tim ấy mách bảo cho em thấy được người bên mình là những người bạn thật thụ. Chào tạm biệt mọi người.